Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mồi lươn mới. Đây, rất là hiệu quả. Đây, đầu tiên là mình phải chuẩn bị cho chúng ta chuẩn bị một cái quả trứng vịt hoặc trứng gà tùy các bạn. Còn cái vàng vàng này là cám cò hay cám lợn như này. Các bạn nhìn thấy có đánh giá cái gì không? Mình thấy ông cho hay cho lợn với cho gà ăn á. Hình như cho gà ăn vậy. Còn đây là mắm tôm các bạn. Bước đầu tiên là các bạn đập quả trứng gà này vào. Đấy, vào cho mình nhá. Giờ thời đại này không cần giun nữa. Giun quê rồi. Hiện đại quá này, các bạn đổ vào. Đổ vào nhá. Rồi, chờ tí. Mình cầm cái tay cho nó thuần. Rồi các bạn cho một tí mắm tôm thế này, từng này thôi nhá. Nhiều quá không được đâu. Thế rồi. Rồi, các bạn đẩy lại cắt cái này. Rồi, còn quay lại. Quay đi.